Vâng, đây là chương trình thông tin thời sự cuối tuần với Chris Phan và Michelle Đỗ trở lại với quý vị trong một tuần. Trước hết, kính chúc quý vị một ngày vui, bình an và hạnh phúc. Hy vọng quý vị có một nghe một chương trình cập nhật tin tức và hữu ích. Chào Michelle. Hello Chris Phan, Michelle xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Vâng, một tuần qua quá nhanh. Và kể từ khi ngày 20 tháng 1 đến bây giờ là chúng ta có 8 ngày rồi, 8 ngày rồi, 8 ngày qua rất nhanh, mà 8 ngày đó thì tin tức nó dồn dập như là một núi tin tức, và thật sự là cả thế giới đều lắng động hết để mà focus vô, để mà chăm chú vào cái cuộc bầu cử, rồi xong cuộc bầu cử rồi có những gì diễn tiến, cái dư âm của cuộc bầu cử, rồi cái hậu của cuộc bầu cử, và bây giờ lại tới phiên nó luận tội tổng thống Donald Trump, cũng là hậu cuộc bầu cử. Cho nên chúng ta nói nó quá nhiều tin tức mà nó ảnh hưởng tới cái đời sống dân sinh của chúng ta nha. Bây giờ ở trong mỗi người, bây giờ chúng ta nói cộng đồng người Việt thôi, trong mỗi người chúng ta bây giờ ai cũng day dứt quay quá, buồn lo đau khổ và chờ đợi, phải không nè, có sự chờ đợi nữa nhá. Và không ai khác hơn Michelle là một người rất là activist, năng nổ và ủng hộ tổng thống Donald Trump, cũng giống như Chris, cũng giống Dina Nguyễn, và cũng giống gần như là 2 triệu người hải ngoại ở tại Lý Sài Gòn, mình ở tại 50 thứ ba này. Vâng, và chúng tôi từng ngày chúng tôi cập nhật tại sao chúng ta quan tâm đến như vậy, và chúng tôi sẽ đào sâu vào những cái tư tưởng đó, những cái suy nghĩ đó, tại sao chúng ta lại nhiều, chúng ta ở đây 45 năm mà tại sao chỉ có tổng thống Donald Trump là chúng ta quan tâm tới thời sự đó nhá. Quý vị hãy chờ, chúng tôi sẽ trở lại vào đào sâu vào cái vấn đề này, về cái tâm lý, về cái triết lý luôn. Vâng, và chúng ta thấy và Orange County bắt đầu từng bước nó trở lại bình thường, đó là điển hình nhất là trong cái mùa lễ Tết ha, Tết Tết ta đó, là chúng ta có cái hội chợ hoa, phải không nào? Thường thường cái hội chợ hoa nó rất là bình thường nếu mà ai ở tại Lý Đô Sài Gòn, nhưng mà thật sự ra 50 tiểu bang hoặc là trừ Việt Nam ra, khắp thế giới này chỉ có Lý Đô Sài Gòn có thôi nhé. Vâng, và bây giờ hình như là ông thống đốc Gavin Newsom ông đã cho, ông đã mở cửa lại, phải không? Dạ thì đó, cái vấn đề Michelle nhìn thấy trước mắt là thời của Tổng thống Donald Trump á, thì ông nỗ lực, ông push rất là nhiều tiền, tiền tỷ vô để mà ông push cái vaccine ra, ông hứa với dân là ông sẽ có cái thuốc ngừa vào tháng 11, tháng 12, và ông đã deliver cái promise đó, ông đã thực hiện cái lời hứa của ông, chúng ta đã có thuốc vaccine vào tháng 11. Thì khi mà ông Tổng thống Donald Trump tạm thời xong cái nhiệm kỳ của ông á, thì Wait, wait, dạ thì đó thì mình cả cả nước chế nhạo cái vấn đề đó là ai chết trước, nói là cái điều mà ông Tổng thống Trump nói là sẽ không thể nào thực hiện được trước cuối năm, nhưng mà ông đã thực hiện được. Thì cái người chết trước á là cái nhóm dân chủ, lãnh đạo của đảng lãnh Dân đạo của Chủ, đảng Dân Chủ, bà Pelosi, Nancy dạ Pelosi, và chính cả kẻ ông Joe Joe Biden. Biden. Vâng. Dạ. Mình tiếp tục cái điều này, thì ông Joe Biden đó, trước đó thì ông nói là cái pandemic này, cái con dịch bệnh này mà ông Tổng thống Trump không thể nào control được. Cái đó là ông nói trong thời của ông Tổng thống Donald Trump, nhưng mà khi mà ông lên, ông đứng cái vai trò tạm thời là Tổng thống của nước Hoa Kỳ, thì ông nói rằng là khi người ta hỏi là ok ông đối phó với cái trận dịch như thế nào, thì cái câu trả lời bất hủ và sẽ đi vào lịch sử Hoa Kỳ, quý vị, đó là câu trả lời come on man give me a break, Anh có câu đó. nghĩa là cái câu đó nó sẽ đi vào lịch sử là một cái người tráng trở nói trước nói sau, nghĩa là lúc mà mình không có ngồi ở cái địa vị đó thì mình chăm chăm chế người ta, mình chỉ trích người ta, chỉ trích ông Tổng thống Donald Trump là cái trận dịch nó như vậy, đổ tất cả đều đổ thừa lên là ông Donald Trump. Bây giờ đó, cái người ta phỏng như khi mà ông đứng, ông là cái địa vị người tổng thống, người ta hỏi ok bây giờ cái trận dịch nó lan truyền bao nhiêu số người thiệt mạng, thì ông lại trả lời một câu lịch sử. Cái câu đó nó sẽ là nằm trong lịch sử Hoa Kỳ,
Và mình sao thấy là trở lại với cái vấn đề mà Chris vừa nói ra đó là ông thống đốc của tiểu bang California, ông Gavin. Gavin Newsom, ông Donald Trump vừa đi, ông Joe Biden vừa lên đó là tự nhiên đó là đối với cái mấy người dân chủ đó, những cái tiểu bang dân chủ là tự nhiên đó, đối với họ là cái con virus nó không còn nguy hiểm nữa quý vị. Bây giờ ông đã cho mở cửa trở lại, Bình ông thường cho luôn bình đó, thường luôn chứ không phải 25% nữa đâu, đó. mở Thì bình bây thường giờ luôn. cái vấn đề quý vị thấy rằng đó là như là Michelle có nói rằng là cái con COVID này nó lạ lắm, nó chỉ sống Trước ở mùa trong bầu thời cử. của ông Donald Trump thôi. Khi mà ông Donald Trump đi rồi, ông tổng thống Donald Trump đi rồi đó là tự nhiên người dân đó là nó sợ ông Biden lắm, là tại vì đồng phe, tại vì cái con đó nó là China virus. You skip so much. I talk about the Little Saigon first nhé. Ok, cái Little Saigon, quý vị, mùa xuân đã đến, chúng ta chỉ còn đó khoảng độ 10, bữa nay là mấy, khoảng độ 2 tuần nữa thôi. Trúng đại rồi, 2 tuần nữa thôi. Năm nay ngày 12 tháng 2 là ngày mùng 1 nhé quý vị nhớ. Ngày 12 tháng 2 là ngày mùng 1 và ngày Valentine là ngày mùng 3. Là ngày 14 tháng 2, quý vị nhớ chúng ta có ăn giao thừa nè, chúng ta có ăn Tết nè, chúng ta có Valentine nè. Wow, mấy em sẽ được rất là nhiều lì xì, mấy thiếu nữ, phụ nữ, vợ, cô, thím, dì, mợ, bà. Đó, những cái gì nó thuộc phụ nữ thì lại tiếp tục ăn một cái nữa, đó là nhiều quà nữa, đó là Valentine. Vâng. Nhớ là mùng 1 là thưa ngày 12 tháng 2 và mùng 3 là ngày Valentine, đó là 14 tháng 2. Vâng, chúng ta trở lại thì quý vị thấy đó, Tết không biết ở năm nay có được đốt pháo hay không, tại vì đốt pháo là chung đụng nhiều lắm. Hiện tại thì hội chợ hoa trước Phước Lộc Thọ đã mở lại, nhưng mà trong những ngày này đó người ta cũng còn dè dặt, người ta cũng còn có vẻ như né né, cho nên cái khoảng cách của mình đi đi hội chợ, mà nhất là đi mua hoa, mà người này liếc người kia, kia liếc người đó và né né né, nhìn nó mất đi cái văn hóa, nó không có cái gì mà gọi là hội họp. Hội họp là gì? Hội chợ là có chữ hội, hội họp là có chữ hội, thì chúng ta phải có chung đụng, phải gần gũi và chia sẻ. Mấy cánh hoa mà nó nhìn mình cái kiểu đó, mình bịt miệng mà mình nhìn hoa, hoa nó cũng nở đẹp nữa, nhìn nó chán lắm. Cho nên quý vị, nếu mà quý vị cứ đi, nhưng mà quý vị cũng cẩn thận nhé. Thật sự thì Tết rất là khó, ở nhất là hải ngoại rất là khó có chợ hoa như vậy. Quý vị cứ đi và quý vị nhớ cẩn thận, thật là cẩn thận. Và tại vì trong cái mùa đây là mùa lạnh, mùa lạnh thì con Chinese virus nó rất là hoành hành, là nó phát triển ghê lắm, cái mùa lạnh là ghê lắm. Cái đợt này nó lan hơi mạnh đó Vâng, quý vị. và cái đợt này có lẽ là không phải đợt này đâu, là tại vì nó đã ngấm ngầm cả một năm trời. Mấy người cái gọi là bắt đầu khi mà nó mở cửa, nó đóng cửa, nó mở, nó làm cho người ta bực mình á, người ta không kê nữa. Đó, có nhiều người ta chủ quan như vậy. Nhưng mà bây giờ thật sự ra quý vị, một cái tin ở Epoch Times á, nó đã phỏng vấn ông Cuomo ở bên New York, ông thống đốc New York đó, ông đã tự thú là ông đưa ra những con số quá sai lệch về tử vong Chinese virus. Vì Chinese virus là đa số là những người ở trong nursing home. Vâng, và con số đó không có tưởng tượng như vậy. Con số rất là ít quý vị. Và bây giờ ông lên, ông đính chính lại. Thì cái chuyện đính chính là sao? Thấy không? Cho nên tất cả những cái gì, cái đảng Dân Chủ nó đi đúng cái hướng của xã hội chủ nghĩa, của chế độ cộng sản, là nó làm gì cái việc đã rồi, cho dù cái việc mà nó đã rồi đó là nó phải bất chấp những thủ đoạn, bất chấp những cái ác độc, bất chấp những cái tham tàn, bất chấp những cái bá đạo để nó lấy được cái quyền lợi, nó xong rồi tính sau. Đã xong, giống như quý vị thấy không, tất cả nó những cái tiểu bang lớn như mà sơ đồ nói đó quý vị, tất cả những tiểu bang lớn đa số 80% là thuộc về đảng Dân Chủ, và nó block case và nó đưa tin tức là chết 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 quá trời, tử vong lây chết 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 quá trời. Nhưng mà về sau cái cuộc bầu cử một cái á, thì tự nhiên con Chinese virus, và mình thấy báo chí không bao giờ đưa những con số chết nữa nha,
không bao giờ lây lan, quý vị thấy được, lên internet và kể cả những cái báo giấy ở dưới người ta phát hành ở tại nhà đó, quý vị thấy không, nó không có viết về những con số về virus nữa, nó không có viết đấy, coi như cái chuyện này đã qua rồi. Đó là cái điều mà mình thấy đảng Dân Chủ cũng giống như là cướp chính quyền, giống như cộng sản cướp chính quyền xong rồi tính sau. Và cái hình thức đó họ đưa những cái người thiệt mạng về Covid, những cái ca nhiễm bệnh dịch Covid để mà họ đánh phá cái chế độ của ông Trump, là trong thời nhiệm kỳ của ông Donald Trump đó là cái trận dịch nó tràn lan như vậy, đã đổ lỗi lên cho ông. Nhưng mà vừa xong rồi đó là không nhắc tới con số, mà trong khi sự thật đó thì cái con Covid nó có thật đó quý vị, nhưng mà nó tấn công nhiều, nó làm thiệt mạng nhiều cho những người đã có cái underlying condition, là chẳng hạn những người đã mang bệnh tiểu đường rất là nặng, bị tim, bệnh cao, máu nặng, thì cái kháng thể của họ yếu, họ không có chống chọi được với con virus, cho nên đó là nó nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mà những người trẻ hay là những người già, nhưng mà cái kháng thể, tại vì họ khỏe, họ uống vitamin, họ nghĩa là họ giữ cho cái cơ thể của họ kháng thể nó họ khỏe, thì họ cũng có thể chống được. Với chính trị của Hoa Kỳ này, nhất là đảng Dân Chủ và một số thành viên của đảng Cộng Hòa đã nhúng chàm, đã ăn sâu và tham nhũng không thua gì đảng Cộng sản hết á. Chúng ta đang đi dần vào cái xã hội chủ nghĩa đó quý vị. Dạ. Ngay cả trước mắt quý vị thấy rằng là họ không còn đi theo hiến pháp của Hoa Kỳ nữa. Họ không còn đi theo những gì mà trong lịch sử 250 năm của tổ tiên của người Hoa Kỳ đã lập ra cái hiến pháp, họ không đi theo nữa. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề đàn hạt. Ông Tổng thống Donald Trump, nghĩa là đảng Dân Chủ, Thượng viện và Hạ viện đang, nghĩa là vừa mới, nghĩa là nỗ lực hết thời gian của họ để đàn hạt một cái vị Tổng thống không còn tại vị nữa. Thì hiến pháp ở đâu quý vị? Thẩm phán ở đâu? Tòa án ở đâu? Để mà xử một cái vụ án đàn hạt, một cái vụ điều tra cái vấn đề đàn hạt khi mà cái người đó không còn tại vị nữa. Trong khi đó họ lập pháp, hành pháp, họ không lo giải quyết những cái tình trạng giống như là cái stimulus check, họ cái đợt nghỉ họ vẫn chưa giải quyết cho dân. Bao nhiêu người đó họ không có, họ pho vô những cái trường hợp mà họ thất nghiệp, họ nằm trong những cái công ăn việc làm của họ phải bị shut down trong cái thời gian qua gần cả năm trời. Tiền thất nghiệp á, thì cho một thời gian lại ngưng cái stimulus help, rồi á, cái tiền thất nghiệp cũng hết, thì họ sống bằng cái gì quý vị? Không giải quyết cho dân, không, nghĩa là lên ngồi cái ghế đó, việc đầu tiên á là lo cái việc đàn hạt một cái người tổng thống không còn tại vị nữa là như thế nào. Đảng Cộng Hòa đó, mình không nói tới một số người Reno mà phản thần, mình nói tới những người mà thuộc Đảng Cộng Hòa mà chân chính đó quý vị. Họ không có giống như là Đảng Dân Chủ, họ tuân theo hiến pháp. Bây giờ mình nói tới cái vấn đề đàn hạt, tại sao không đàn hạt bà bây giờ mình nói thẳng vô sự thật luôn, bà Kamala Harris, bà ta là government, mà bà ta đã trong thời gian Black Lives Matter đó, bà ta đã đứng lên kêu gọi những cái cơ sở thương mại, những người mạnh thường quân để góp tiền vào để bail những cái người quậy phá ra khỏi tù. Tại sao Đảng Cộng Hòa lúc đó không đàn hạt bà? Tại vì bà, cái lý do đàn hạt ông Tổng thống Donald Trump á, là tại vì ổng kích động cái ngày 6 tháng Giêng, bây giờ đàn hạt ổng về cái tội đó. Tại sao Đảng Dân Chủ không đàn hạt bà Kamala Harris, là tại sao bà là government, bà ngồi cái ghế dân cử, tại sao bà lại kêu gọi người ta đi đóng tiền để mà beo cái thành phần bất hợp hảo, thành phần quậy phá, giết người, cướp bóc, đốt nhà, đốt chùa, đốt nhà thờ ra? Tại sao không có đi đảng Cộng Hòa lúc đó không đi theo đàn hạt bà? Tại sao không đàn hạt cái bà thị trưởng thành phố Seattle, trong khi là nó quậy cả tan nát một cái thành phố tụi BLM á, giờ đang quậy nữa, nó quậy tan nát, nó đốt nhà, nó này kia, nguyên một cái thành phố. Bà ta lại nói rằng là đây là một cái summer of love, là một cái mùa hè tình yêu. Tại sao không đàn hạt bà ta? Bà ta ngồi tại chức cái thị trưởng, bà ta không bảo vệ cho dân cư của thành phố bà ta, mà bà ta lại dung túng, không có kêu vệ binh quốc gia tới để mà dẹp. Bà ta lại nói đó là một cái trại hè tình yêu. Tại sao không đàn hạt bà lúc đó? Tại vì người dân, người đảng Cộng Hòa đó,
họ không có đi theo cái đường hướng của xã hội chủ nghĩa, họ tuân theo hiến pháp và tất nghĩa là quân họ quân pháp đàng hoàng, hành pháp đàng hoàng, luật pháp đàng hoàng. Còn cái này bà ở phía đảng Dân Chủ đó, bà Nancy Pelosi đó, bà vẫn nhất định là bà cái mặt bà đanh lại, bà nhất định bà phải theo đàn hạt ông Donald Trump, tại vì bà nói là ông Donald Trump là kích động cho cái cuộc bà biểu tình ngày 6 tháng 1, mặc dầu là bằng chứng FBI đã điều tra ra là không có cái chứng cớ là ông Donald Trump kích động cái đó. Ông ta đã nói rằng là chúng ta ôn hòa, chúng ta diễn hành trong cái sự ôn hòa. Đó, quý vị thấy đó là cái vấn đề, mình sẽ chỉ nêu ra một cái số ví dụ cho thấy rằng là đảng Dân Chủ họ ngồi trên cái ghế đó, họ ăn tiền thuế của những người dân như mình đi làm cực khổ đóng lên, nhưng mà họ làm những cái chuyện nghĩa là theo ý của họ chứ không theo hiến pháp. Họ giống như là, mình xin lỗi nha, mình dùng cái câu của người ông bà mình hay nói rằng đó là gà què ăn quẩn cối xay đó quý vị, hay là cái từ mà có thể nói hơn nữa là ăn hại đái nát đó quý vị. Đó là những cái từ ngữ mà phải dùng cho những người mà ngồi trên cái ghế dân biểu quốc hội mà không lo cho dân, không lo hành pháp, lập pháp cho dân mà đi làm những cái chuyện tào lao. Thật sự ra nếu họ lo cho dân thì họ không phải là đảng Dân Chủ. Thật sự như vậy. Và hầu như những người mà vô đảng Dân Chủ họ đầu tư rất là nhiều tiền để mà vào chính trị, để mà vào có quyền lực, xong rồi dùng quyền lực để mà kiếm tiền. Nó cộng hưởng với nhau, nó cộng lại, nó hợp tác với nhau. Và quý vị thấy không, đảng Dân Chủ họ rất là trung thành với là đảng trưởng. Nhớ nha, tất cả những gì mà của đảng trưởng và Pelosi mà đưa ra là họ giơ tay bầu phiếu y chang ở Cộng sản. Thấy không nào, Cộng sản cũng 100%. Ông Nguyễn Phú Trọng mà nói một câu gì mà cần biểu quyết là cả gần 100%, không có 99%. Thì cái đảng Dân Chủ cũng vậy. Quý vị thấy bà Pelosi bà đưa ra đàn hạch là 222 người đảng viên Hạ viện của đảng Dân Chủ đó 100% đưa lên hết. 100% chứ không có. Quý vị thấy không? Quý vị thấy nó như là cái gì? Cho dù biết đó là sai trái, cho dù biết đó là lỗ mãng, cho dù biết đó là cái rất là tệ hại, và cho dù biết đó là một cái bỉ ổi, làm hư đi cái history, hiến pháp của Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn làm. Và họ là những người gì? Không cần biết, những miễn sao có quyền lợi. Quý vị thấy đảng Dân Chủ nó không có phản đảng, tại vì đảng Dân Chủ là gì? Là trưng bày và chia sẻ những cái gì mà nó tham tàn, nó điếm đàn và nó phản quốc đó. Cho nên những cái đó là tại sao mà mấy đảng viên nó họ thích, là tại vì có quyền lợi, có quyền lợi họ mới làm, chứ không phải mà không. Mình không có thể nào mình nói những cái người thượng nghị viện, hạ nghị viện của đảng Dân Chủ ngu không, họ gồm lắm. Chính trị mà sao họ ngu, họ biết cái nào đúng cái nào cái sai. Nhưng mà cái quyền lợi của đảng, trong đảng là có, họ cũng giống như trong đảng Cộng sản gì đó, những đảng viên đều có ăn. Cho nên nó đảng trưởng ông Nguyễn Phú Trọng ông nói cái gì là giơ tay hết. Thì ở đây cái đảng Dân Chủ nó y chang Cộng sản vậy. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy không, quý vị thấy bây giờ nước Mỹ của chúng ta nó đi vào một cái chế độ của Cộng sản rõ ràng lắm. Chứ chúng ta không nói tới xã hội chủ nghĩa nữa, mà chúng ta nói tới Cộng sản. Nó có độc đảng ha. Bây giờ hành pháp, lập pháp, tư pháp nó đều lấy hết, giữ hết. Cái đó không phải là độc đảng là cái gì? Và bây giờ đó quý vị thấy không, cho dù nó biết là impeach, gọi là đàn hạch và luận tội Tổng thống Trump là trái với hiến pháp, là vi hiến. Chính vì vậy mà 45 ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa no, không chấp nhận. Cho dù đó, 45 trong 45 ông thượng nghị sĩ đó có gần một nửa số đó rất là ghét Tổng thống Donald Trump, rất là ghét. Nhưng mà tại sao mình thấy sao 45 ông thượng nghị sĩ mà ủng hộ Tổng thống Trump như không đàn hạch đó, không luận tội như ngày nay, mà ông 45 người đó thôi nha, mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump trước khi bầu cử đó, thì Tổng thống Donald Trump đã thắng cử rồi. Quý vị thấy tội lắm, tội Tổng thống Donald Trump rất là bơ vơ. Tới lúc ứng cử ra mới thấy là người nào cũng là phản ông hết.
từ bộ trưởng Ngay bộ cả người phó tổng thống là đi đồng hành với mình đó trong suốt 4 năm nè, cũng là phản mình luôn. bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng tư pháp, cố vấn an ninh, bộ trưởng giao thông, bộ trưởng giáo dục, toàn là cabinet của tổng thống hết. Đó, quý vị thấy họ phản thì rõ lắm. Rồi cái Nếu gì? mà cái vấn đề đây nè là mình thấy đảng Dân Chủ rất là hay, nó hay cái chỗ nó đi mua chuộc, đi đền, nó làm sao mà cho một số của những người lãnh đạo của đảng Cộng Hòa đi theo. Và bây giờ cứ trở lại là nói tại sao mà 45, tại sao có tới 45 ông thượng nghị sĩ, 45 thượng nghị sĩ đó tại sao không ủng hộ Tổng thống Donald Trump trước khi mà cái bầu cử và ngày ngày 3 tháng 11. Nếu mà thật sự đó, nguyên cả một năm trời đó đi cổ động chỉ có một mình Tổng thống Donald Trump và gia đình ổng thôi. Đó, quý vị thấy tội ổng lắm. Và Tổng thống Donald Trump đã làm gì? Đã tỏ ra được, ổng đưa ra được cái lòng của ổng cho 75 triệu cử tri thấy được cái trái tim của ổng, cho nên mới bầu cho ổng. Nếu mà 45 thượng nghị sĩ này mà trước kia đó, trước khi bầu cử mà ủng hộ ổng 100% như vậy là chắc chắn không bao giờ Đảng Dân Chủ có được một ông viên tổng thống, Chris gọi là viên tổng thống chứ không có gọi là tân tổng thống, nghĩa là viên tổng thống là biết rồi. Ok, Quý vị có vâng, thấy là và cho Chris nói tí xíu nữa. Và tại sao bây giờ có 45 ông thượng nghị sĩ lại bênh vực cho tổng thống lúc này, là tại vì bây giờ sau cái cuộc bầu cử rồi, bắt đầu mấy ông thấy cái đôi mắt của người dân và cử tri nhìn cái đảng Cộng Hòa giống như là những con cú vọt, những cái con dòi mọt phản đảng phản chủ đó. Nhờ tổng thống Donald Trump mà trong 4 năm vừa rồi đã đưa cái đảng Cộng Hòa lên rất là mạnh, và bây giờ thì họ phản xong, bây giờ xong cái game chơi rồi, cho nên giờ họ sẽ chích chặt, bắt đầu tới năm 2022 sẽ là bầu lại, mà mình không có binh ổng, nhờ ông tổng thống Donald Trump thì cử tri mới bỏ phiếu cho. Quý chính vị xác, nhớ và đồng là thời những cái sự ủng hộ về tiền tài chánh đúng nữa, những người mà đã từng ủng hộ cho đảng Cộng Hòa đó là họ chẳng những họ không còn ủng hộ cho những người đại diện đảng Cộng Hòa nữa, mà họ còn cancel, họ lấy tiền lại luôn đó quý quý vị, là vị tại vì thấy họ rất là là thất vọng, nghĩa là quý vị thấy cái giá trị sự ủng hộ của tổng thống Donald Trump là đó, là cái một thượng nghị sĩ của Arizona, thượng nghị sĩ của Arizona, cái tên gì Chris quên rồi, cái bà đó, ông ủng hộ thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona chứ không phải liên bang nha. Ông bà rì run lại, rì ứng cử lại đó, thì nhờ tổng thống Donald Trump mà bà thắng xa cái đối thủ mới vừa rồi thôi, cách đây 4 ngày, thấy ngon chưa? Vâng, và bây giờ ông ủng hộ cho bà Sarah. Bà Sarah là hồi trước làm thư ký báo chí của tòa bạch ốc Sanders, đó đó, Sanders Sarah không đó, quý vị thấy không, bây giờ cái phần trăm bây giờ nó nói đi làm cái thống kê, thì cái bà Sarah nhờ cái sự ủng hộ của tổng thống Donald Trump mà cử tri bây giờ thống kê của bà gác mấy người kia có tới 30% lận, quý vị thấy nó Đó là những cái điều chúng ta thấy rằng là những cái gì mà ông Donald Trump ổng làm, ổng biểu hiện trong cái thời gian nhiệm kỳ tổng thống của ông ta đó là ổng America first. Ổng cho người dân thấy ổng đạt được cái niềm tin từ người dân. Còn quý vị thấy là ông viên tổng thống Joe Biden đó, thì khi mà ổng nhậm chức trong lịch sử Hoa Kỳ không có ai mà trong 72 tiếng đồng hồ trong cái tuần lễ đầu lên nhậm chức mà đã ký hơn 30 cái executive order là Và những cái có hại cho quốc gia. dạ vâng là tại Nói sao những đó là đó là gì quý vị, ông ta phải trả lại cho những cái món nợ, cái ông phải ký những cái sắc lệnh đó ra để mà tại vì những người đó người ta cho tiền ông ứng cử với điều kiện là khi ông đắc cử rồi đó ông phải ký những cái sắc lệnh này, hơn 30 cái sắc lệnh executive order đó là để trả nợ, mà một cái món nợ mà quý vị biết không biểu hiện ra như thế nào, người ta đó khi mà trong cái hội hội của dân chủ và đảng Cộng hòa đó, thì đảng Cộng hòa đó khi mà họ nói, khi mà nói về phía bên ứng cử viên Joe Biden lúc đó đó, người ta gọi him là China Joe, nó đã biểu hiện đúng sự thật là tại vì ngày hôm qua hay ngày hôm kia về ông ký cái sắc luật là executive order là không được gọi con Chinese virus, Trời ơi, tự do ngôn luận bây giờ chúng ta bị là dịch miệng không luôn được đấy gọi là Chinese, và cái đó là cho thấy cái sự kỳ thị
là bây giờ ổng bảo, tại vì tại sao dám gọi gì va chạm tới bạn của ổng là tại sao? China Joe, ổng có một cái mang một cái quan hệ rất là gần gũi với Trung Cộng, cho nên đó là ba hơn 30 cái sắc lệnh mà ổng ký executive order là một khi mà ổng mới nhiệm cái tổng thống. Trong lịch sử ông George Bush, ông Obama cái tuần lễ đầu tiên không ký cái EO nào. Ông hình như ông Obama ký ông George Bush và ông Bill Clinton không ký cái EO nào hết. Ông Obama hình như ký 4 cái. Ông Donald Trump ký 5 cái EO trong tuần lễ đầu. Còn ông Joe Biden là ký hơn 30 cái sắc lệnh quý vị, trong đó bao gồm có, mình sao nói sơ sơ thôi nhé quý vị, là cancel cái Keystone mà mình nói từng trước, nó giết, nó ổng trảm 50-60 ngàn cái chết. Là tại sao? Ổng trả nợ cho ông ai là chủ, ông cái đường rầy gì đó, cái ông tỷ phú gì mà sao quên rồi, tại vì cancel cái ống pipeline đó, thì bây giờ cái railroad, Ông Seros. không, ông mình sao quên, là xin lỗi, đó là một cái món nợ. Và cái món nợ thứ nhì là quý vị, những cái mà dân phòng mà phá thai đó, nghĩa là parenthood đó, đó đã ủng hộ cho ông ta. Thành ra là khi mà ông ta đắc cử rồi, ông ta ký cái sắc lệnh là làm cho cái vấn đề phá thai đó, nó dễ dàng. Pro choice, bắt những người dân như chúng ta phải trả tiền cho họ đi phá thai. Nếu mà đã là pro choice, là pro choice là cái quyền lựa chọn của quý vị, thì tại sao là bắt những người dân đóng thuế cho chúng tôi, trả Vâng, tiền cho cái pro choice của quý vị? Đó là những cái món nợ cái họ họ chương phải trình trả. mà tự do phá thai đó quý vị, Nếu là vì sao tốn nó tới 117 tỷ một năm.